Ngày 19 tháng 7, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Uông Bí tổ chức hội nghị tuyên truyền tập huấn công tác phòng chống tội phạm ma túy năm 2017. Tại hội nghị, 50 cán bộ hội viên phụ nữ đã được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hoàn, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tỉnh Quảng Ninh giới thiệu các nội dung về pháp luật phòng chống ma túy và tội phạm ma túy. Đồng thời đồng chí tuyên truyền viên cũng đã đưa các thông tin hình ảnh về các loại ma túy, cách nhận biết các chất ma túy, nhấn mạnh hậu quả tác hại của việc sử dụng ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội đồng chí cũng lưu ý đến các đại biểu cách nhận biết người nghiện ma túy phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và các biện pháp phòng chống tội phạm nguy hiểm này Tuyên truyền tập huấn về tội phạm ma túy giúp các cán bộ hội viên phụ nữ nắm rõ hơn thực trạng tội phạm ma túy đang diễn biến phức tạp hiện nay. Đồng thời việc được trang bị thêm những kiến thức kỹ năng tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội cũng sẽ giúp cán bộ hội viên phụ nữ trở thành nòng cốt tham gia phát hiện tố giác đấu tranh với tội phạm ma túy tại cơ sở, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.